ta cùng nắm tay nhau, hãy cùng tiến lên nào, tinh thần thế vững bền, vì ta là kiềm nghĩa, xây dựng những giấc mơ vang vọng tới mãi sau. Không ai khó khăn gì, một gia đình kiềm nghĩa, chung tay ta sẽ bước xa xa thật xa, qua bao giông tố để vươn lên tầm cao, bước đến những nơi danh vọng luôn dõi theo, và cùng chung kiềm nghĩa sẽ luôn cùng ta, cùng thắp sáng bao niềm tin, ngàn năm trong tay thành công, từ một câu chuyện ước mơ. Chúng ta chung một nhà, tương lai mai sáng trước ta. Các anh em kiềm nghĩa thân mến, năm 2020 là một năm đáng nhớ khi cả thế giới đối mặt với dịch Covid-19, gây không biết bao khó khăn từ kinh tế cho đến đời sống tinh thần của người dân trên toàn thế giới. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhìn lại một năm qua, một năm chiến đấu với đại dịch Covid, tôi muốn gửi lời cảm ơn trân trọng đến anh chị em ban điều hành đã đồng hành sát cánh cùng nhau vượt qua những khó khăn. Anh chị em thân mến, mặc dù khó khăn, không có lợi nhuận, nhưng hội đồng quản trị vượt bỏ những chi phí không cần thiết để dành nửa tháng lương 13 cùng với một phần quà nhỏ là 1 triệu đồng gửi đến cán bộ công nhân viên để cùng chia sẻ, chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm áp, hạnh phúc bên người thân yêu. Tôi mong rằng chị em sẽ thấu hiểu, thông cảm và đồng hành với những khó khăn mà tập đoàn đã và đang đối mặt. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những gì tốt đẹp nhất của công ty Canh Tí với sự chia sẻ và những nỗ lực để đón chào một năm mới Tân Sửu đầy quyết tâm, gắn kết, hướng đến mục tiêu chung. Sẽ có những hướng đi mới vừa linh hoạt với tình hình thực tế, vừa phù hợp với định hướng chiến lược để đạt được các mục tiêu đặt ra. Tôi tin rằng với sự đồng hành và gắn kết của các anh chị em công ty Kiềm Nghĩa, những người có nhiều năm kinh nghiệm, thời gian dài gắn bó, am hiểu ngành nghề, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức, luôn hướng về phía trước, đúng với tinh thần truyền thống của Kiềm Nghĩa đã phát huy hơn 40 năm qua. Năm mới, tôi mến chúc anh chị em đại diện Kiềm Nghĩa sức khỏe, nhiệt quyết, thành công. Xin chúc mừng năm mới. Sáng bao niềm tin, ngàn năm trong tay thành công, từ một câu chuyện ước mơ. Nào hát lên gia đình ơi, cùng dắt nhau ra ngoài khơi, vì chúng ta chung một nhà, tương lai mai sáng trước ta. Ước mơ nào hát lên gia đình ơi.